Vâng, xin kính chào toàn thể quý cô bác anh chị. Và chào mừng quý cô bác anh chị đã quay trở lại với kênh bán hàng của em Công Auto. Và ngày hôm nay thì như thường lệ em lại lên sóng giới thiệu với quý cô bác anh chị một mẫu xe bên em đang chào bán ạ. Đây ạ, ông vua địa hình này các bác nhá. Đấy, ông vua địa hình đây ạ, một mẫu xe thể thao rất là cơ bắp, rất khỏe khoắn. Đấy, mẫu này nó là Ford Everest. Đấy, phiên bản số tự động, động cơ 2.5 máy dầu nha các bác nhá. Đấy, bản máy dầu đấy ạ. Đấy, phiên bản này thì nó là bản máy dầu và một cầu, động cơ 2.5, sản xuất năm 2010. Đấy, các bác đang xem video thì đừng quên cho em xin một nút like, một nút share trên kênh fanpage, cũng như một nút đăng ký kênh, hình quả chuông thông báo trên kênh YouTube để cập nhật những video mới nhất, những buổi livestream báo giá, tương tác trực tiếp với khách hàng và các khung giờ cố định hàng ngày. Đấy, các bác nào mà đang quan tâm hoặc là cảm thấy vừa chân với mẫu Ford Everest đời 2010 phiên bản số tự động, động cơ 2.5 máy dầu này, có thể liên hệ với em qua số hotline là 0984 883 980 để hỗ trợ tư vấn đặt lịch xem xe trực tiếp các bác nhé. Đấy, còn bây giờ thì em sẽ đi sâu vào giới thiệu với các bác về mẫu Ford Everest này. Đấy, trước mắt các bác đây ạ, như các bác đã nhìn thấy và một vài bác cũng, các bác có thể biết rồi đúng không ạ. Đấy, bản con Ford Everest này thì đến từ thương hiệu Ford, khá là nổi tiếng của Mỹ các bác nhé. Con này thì nó ruột từ khi mà nó ra mắt ấy, thị trường Việt Nam thì nó đã khá là gây tiếng vang rồi và khá là được quan tâm, được đông đảo người yêu xe quan tâm, nhất là những người yêu xe thể thao, dòng xe thể thao, bởi vì nó hội tụ đầy đủ yếu tố đấy, của một mẫu xe thể thao như rắn chắc này, chắc khỏe mạnh mẽ, động cơ mạnh mẽ nha các bác nhá. Đấy, một mẫu xe này mạnh mẽ nhưng mà cũng không kém phần sang trọng và đẳng cấp đâu các bác ạ. Đấy, và phiên bản hiện tại em đang giới thiệu với các bác đây, nó là phiên bản 2.5. Ngoài ra thì có phiên bản 3.0 các bác nhá. Và đây là phiên bản 2.5 ạ. Về xét về phần ngoại thất của xe đây. Đấy, một con xe Ford thì ngoại thất đấy, nó khá là cơ bắp này bác này. Đấy, rất cơ bắp luôn nha bác nhá. Nhìn cái khung của nó rất là to này, gầm cao. Những cái đường nét trên thân xe, vỏ xe. Đấy, cái đầu xe đây, thiết kế nó mang lại cái cảm giác khỏe khoắn và chắc chắn cho các bác này. Nhìn từ xét, nhìn từ góc độ đằng trước đấy ạ. Đấy, với cái thiết kế của nó này, gầm nó rất là cao, bốn quả lốp to, với những cái đường bo tròn đấy. Đấy, những cái đường bo tròn trên thân vỏ đây. Đấy, cụm lưới tản nhiệt này, cái hốc hút gió ấy. Đấy, nó to bản luôn các bác nhá. Đấy, trang trí thêm là những cái đường những cái bọc mạ chrome kia. Đấy, với cái tên Everest cộng với lại cái logo của hãng đây. Đấy, nó tạo lên cái nét khỏe khoắn đặc trưng riêng của dòng xe này. Đấy, cái chất rất là cơ bắp và khỏe mạnh nha bác nhá. Nhìn toàn bộ con xe này. Đấy, hầm hố đẹp luôn cho bác rồi. Đấy, sơn xi màu đen này, màu đen sơn đen nhá, sạch đẹp sáng bóng luôn. Đây, cụm đèn pha trước đấy ạ. Đấy, nó to bản luôn các bác nhá. Tạo cho cảm giác người dùng, nó tạo cho người dùng một cái cảm giác rất ưa nhìn và cái nét mạnh mẽ độc đáo riêng của dòng xe này. Đấy, hai đèn pha trước đây, halogen trong sáng đều đẹp luôn hai bên cho các bác này. Đấy, đèn siêu sáng luôn các bác nhá. Đấy, cái con này hai cái đèn pha của nó ấy, nó rất là khỏe luôn. Đấy, vì nó là dòng xe thể thao đường trường mà các bác. Đấy, nên là cụm đèn halogen của nó, đèn pha của nó rất là khỏe. Đây, toàn bộ xe đấy ạ, cảm xúc đấy, rất là trường xe luôn, to bản và đẹp luôn cho bác này. Xe được trang bị bộ la răng đúc đây ạ, bộ la răng đúc 4 bánh loại 17 inch to bản luôn các bác nhé. Đấy, 4 quả lốp còn mới nguyên này các bác ạ, rãnh rất là sâu đấy ạ. Đấy, gầm cao và rất chắc chắn. Đấy, thích hợp với những chuyến đi đường dài và đường trường. Đấy, phần đuôi xe đấy ạ, phần đuôi xe thì đây có một con lốp sơ cua rồi, lốp dự trữ gắn trên, đặc trưng của cái dòng xe này mà nó mang lại cái cảm giác rất là hài hòa. Đấy, và rất khỏe khoắn. Đấy, thân đuôi xe nó cao này. Đấy, và nó đua lên trên nha bác nhá, hơi chếch về phía dưới một chút. Đấy, cái nét đặc trưng của dòng xe này đấy ạ. Đây có cái logo đây, mạ chrome bọc tinh tế luôn bác này. Biển 14 và có trang bị một con cam lùi cho bác rồi.
Đấy, cam lùi và cảm biến va chạm đằng sau. Đấy, cụm mà đèn hậu đây ạ, thì nó được thiết kế nó hơi chếch. Đấy, nó dạng thẳng đứng và hơi chếch về ở phía thân xe nha bác nhá. Đấy, nó hơi chếch ở phía thân xe. Đây nè, trong sáng đều đẹp hai bên rồi các bác này. Em sẽ đi sâu vào phần cốp sau để cho các bác nhìn thấy. Đây ạ, cốp sau xe. Đấy, xe thì đăng ký 7 chỗ ngồi rồi. Đấy, nên là phần cốp sau xe đây. Nếu mà các bác không có nhu cầu ngồi ấy, thì các bác có thể để đồ. Đấy, thoải mái được các bác nhé. Đây ghế đây, ghế đủ cả rồi, kéo lên là dùng thôi. Đấy, nghiễm nhiên là mình có thêm hàng ghế nữa, có thể ngồi được đến 3 người đấy các bác ạ. Đấy, còn không dùng thì mình có thể gập xuống và để đồ thoải mái. Đấy, về cái phần đây, những cái phần bọc bên trong đây, nó còn nguyên si và rất sạch đẹp các bác nhé. Đấy, sạch sẽ luôn cho các bác này. Đấy, có thể chở gia đình mình thoải mái luôn, chở cả gia đình hàng xóm cũng được. Đấy, xe khoang nó rộng rãi thoải mái thế này cơ mà. Đấy, những cái đường trên này, ốp nỉ này các bác này, bọc ni lông luôn rồi, rất sạch đẹp cho các bác nhé. Đây, toàn bộ đây, các bác nhìn. Đấy, không một vết nứt luôn. Sáng sạch đẹp cho các bác, gầm bệ chắc chắn rồi. Đấy, những cái máng đường máng nước đây ạ. Đấy, keo chỉ còn nguyên zin nha các bác nhé. Đình ốc nguyên kìa. Đấy, không mất một phần nào. Đây ạ, về phần cốp sau, cốp đằng sau đây ạ. Đấy, rất sạch đẹp rồi. Có thêm một cái lưới. Đấy, để đồ cho các bác ở đây. Đấy, mình có thể để một vài cái thứ đồ lặt vặt gì đó. Đấy, thoải mái thôi. Cam sau, cam lùi đầy đủ rồi các bác nhé. Đấy. Tiếp theo là về phần nội thất bên trong của xe đi ạ. Đây, phần nội thất bên trong xe. Thì cái mẫu xe này ấy, xét về cái mức ở cùng phân khúc, thì nói chung là nội thất của xe nó là thuộc hàng gần như là đẳng cấp nhất rồi đấy các bác. Đấy, trước hết là về phần cửa xe này bác này. Đây ạ, cửa xe thì nó được trang bị. Đấy, tay nắm cửa thì bọc mạ chôm rồi bác nhá, sáng bóng sạch đẹp rồi, mang lại cái vẻ cao cấp và rất là quý phái cho cái dòng xe này. Đây ạ, keo chỉ trên cánh cửa còn nguyên zin nha bác nhá, nguyên zin của nhà sản xuất luôn này. Đấy, không mất phân nào. Cái đinh ốc trên cánh cửa đây, nguyên của nhà sản xuất luôn. Đấy, đinh tán keo chỉ nguyên của nhà sản xuất luôn. Đấy, các bác cứ đến kiểm tra. Đồ đạc bên em thì nó bao chất bao đẹp của các bác rồi. Đấy, bác chủ thì bác ấy cũng khá là kỹ tính đây. Thảm lót chân này, rồi là đây, lót sàn da 3D, thêu 3D, chỉ thêu 3D rất đẹp luôn cho bác nhá. Đây ạ, rất kỹ tính luôn. Đây, nếu mà xét về nội thất này, đấy, trang bị nội thất của em nó thì khỏi phải nói luôn, khá là đầy đủ tiện nghi bác này. Khoang rộng rãi thoải mái. Đây là phần bên vô lăng này, bọc da luôn, cao cấp sạch đẹp cho các bác nhá. Đấy, rất là giữ xe. Đấy, xe được trang bị đây này, bộ loa đài giải trí có màn hình Android rồi. Đấy, đầu đĩa DVD đầy đủ cả với hệ thống loa. Đấy, mang lại cái trải nghiệm cực kỳ tốt. Loa âm rất là tốt các bác nhá. Đấy, âm rất là tốt ạ. Điều hòa tự động đây, mát sâu. Túi khí an toàn cho hàng ghế trước đầy đủ các bác này. Đấy, trên xe thì đấy, nó tích hợp rất là nhiều chức năng giải trí cũng như là các chức năng quan trọng cho các bác khi lái xe. Đây, ghế da này, ghế da màu kem, sạch đẹp cho các bác nhé. Sạch đẹp ôm sát cơ thể này. Đấy, ghế chỉnh điện, hệ thống gương kính chỉnh điện luôn rồi các bác ơi. Đấy, gương kính chỉnh điện luôn. Các cái phím chức năng này bác nhìn này, còn nguyên si cho bác nhé. Cụm đồng hồ 3D đấy ạ. Đấy, cụm đồng hồ 3D mang lại trải nghiệm rất tốt cho người dùng. Đấy, mà em này thì đã được lên thêm một con cam hành trình rồi bác nhé. Lên thêm một con cam hành trình rồi đấy ạ. Đấy, về phần ghế đằng sau. Đây, khoang đằng sau xe đấy ạ. Đấy, nội thất ghế đồng màu luôn bác nhé. Màu kem đấy ạ, rất sạch đẹp. Đấy, trần nỉ các bác này, trần nỉ sạch đẹp luôn này các bác rồi. Bọc ni lông rất cẩn thận đây. Thảm trải sàn đầy đủ nhá. Đấy, thảm trải sàn đầy đủ trên xe luôn này, từ trước đến sau rất sạch sẽ. Đấy, hàng ghế sau đây ạ, keo chỉ
trên cánh cửa sau đây, nguyên zin luôn các bác này. Một con xe chạy rất bốc các bác nhá. Xe thể thao đường trường mà chạy rất là bốc, bản 2.5. Đấy, số tự động. Ngoài ra thì đến cái hệ thống an toàn nha bác nhá. Hệ thống an toàn của xe thì nó được trang bị khá là đầy đủ rồi. Đấy, bộ la răng đúc đẹp này, 17 inch đây. Đấy, có cân bằng điện tử. Đấy, có hệ thống phanh thủy lực chân không. Đấy, có ABS chống bó cứng dành cho bác rồi. Cam lùi, cảm biến lùi đầy đủ, cam hành trình đầy đủ. Đấy, hệ thống ghế da chỉnh điện này, sinh nhan tích hợp trên gương. Ngoài ra thì phần cần số đấy ạ, nó được bọc da cao cấp và nó có trợ lực dành cho bác nhé. Đấy, trợ lực cho bác nên là trải nghiệm một em xe như thế này ấy, thì nó cũng rất là thoải mái. Đấy, xe khỏe đầm, cao gầm thoáng máy luôn. Đấy, rất đẹp, rất chất đấy các bác này. Không những chắc khỏe mà còn mang lại cái cảm giác trải nghiệm rất là khoan khoái và dễ chịu. Đấy, cũng rất là sang trọng và cao cấp dành bác nhé. Tiếp theo là em sẽ đi đến phần khoang máy ạ, khoang máy động cơ để cho bác nhìn. Đầu tiên thì em sẽ để máy lên. Đấy, em sẽ nổ máy lên các bác nhé. Đây ạ, đây là góc nhìn của bác Tài đây. Đây các bác này, góc nhìn của bác Tài nhé. Đấy, rất là thoáng. Đây, cụm đồng hồ hiển thị đầy đủ cho các bác này. Đấy, đề xe lên. Ok. Đấy, cụm đồng hồ hiển thị đầy đủ chức năng các bác nhé. Cụm 3D này, rất là rõ nét luôn. Đây, hiển thị là 178.842 cây, tức là rơi vào khoảng 17 vạn cho một em xe đời 2010. Đây ạ, màn hình Android đa phương tiện này, hiển thị đầy đủ chức năng cho bác luôn nhé. Đấy, có cam lùi rồi, nên là nếu mà mình lùi xe thì nó cũng sẽ an toàn hơn. Cảm biến va chạm đầy đủ cho bác rồi. Đấy, còn đến phần khoang động cơ thì khi em đã nổ máy rồi, đấy, em sẽ cho các bác xem về phần khoang động cơ bên trong ạ. Vâng, đây là phần động cơ khi máy đang chạy đây ạ. Đấy, các bác nghe nhá, tiếng động cơ chạy nó rất là chắc này, nó rất chắc chắn này, và rất là êm luôn các bác này. Máy móc còn nguyên các bác. Đấy, keo chỉ sắt xi đinh tán còn nguyên. Bản 2.5 chạy nó rất là khỏe mắt, khỏe xe nhé các bác nhé. Rất là đầm và khỏe xe ạ. Thích hợp với những chuyến đi đường dài. Và cũng mang lại cảm giác cho người dùng nó cũng rất là khoan khoái. Đấy, phần nắp capo đây ạ. Đấy, sạch sẽ luôn nha bác này. Keo chỉ sắt xi đinh tán còn nguyên. Những cái lỗ trên nắp capo này bác nhìn nhé, đều đẹp và tròn xoe này. Đây ạ, từng con ốc vít này, còn nguyên xi của nhà sản xuất này. Đấy, bao chất bao đẹp các bác luôn. Nếu mà nói về chất lượng thì không cần phải bàn cãi đâu bác ạ. Vâng, và vừa rồi thì em đã giới thiệu với các bác về mẫu Ford Everest ông vua địa hình các bác nhá. Bản này sản xuất năm 2010 ạ. Phiên bản số tự động, động cơ 2.5. Đấy, và hiện tại thì mẫu xe này bên em đang chào bán các bác với mức giá là 415 triệu đồng các bác nhé. Đấy, 415 triệu đồng thôi ạ, cho một mẫu xe thể thao địa hình đường trường. Đấy, rất là đẹp và rất là chất đây các bác này, khỏe khoắn tinh tế. Đấy, nhưng mà cũng mang lại cái cảm giác rất là sang trọng luôn. Trải nghiệm các bác trải nghiệm mẫu xe này thì các bác sẽ thấy là nó rất là đáng để dùng nè. Bản 2.5 ạ, bản 2.5 số tự động, máy dầu một cầu các bác nhé. Rất đầm và khỏe xe này, xe trang bị đầy đủ rồi, sơn xi sạch đẹp. Đấy, la răng đúc 4 bánh, có ABS chống bó cứng rồi, cam lùi, cam hành trình đầy đủ, hệ thống cảm biến va chạm rồi, cảm biến lùi nhá bác nhá, đầy đủ rồi. Táp ly táp lô sạch đẹp luôn cho các bác, máy móc bao chất bao đẹp. Đấy, thân vỏ nguyên đây các bác này, cao gầm thoáng máy, một mẫu xe rất đẹp, rất thể thao này các bác này, chắc nịch luôn, nhìn nó chắc lịch luôn. Đấy, 415 triệu đồng thôi là bác sở hữu em nó rồi nha các bác nhá. Đấy, các bác xem video thì đừng quên cho em xin những nút like, những nút share trên cả hai kênh Fanpage và Facebook. Đấy, bật thông báo lên các bác ạ, bật thông báo lên để cập nhật những video mới nhất, những buổi live stream báo giá tương tác trực tiếp với khách hàng.
vào các khung giờ cố định hàng ngày các bác nhé. Đấy, còn bây giờ thì bác nào đang quan tâm đến mẫu xe này thì có thể liên hệ với em qua số hotline là 0984 883 980. Đấy, em Công Auto nha các bác nhé, 0984 883 980 ạ. Đấy, để được hỗ trợ tư vấn cũng như đặt lịch xem xe trực tiếp các bác nhé. Còn bây giờ thì video giới thiệu về mẫu Ford EcoSport phiên bản số tự động, động cơ 2.5 một cầu chạy dầu sản xuất năm 2010 của em đến đây là xin được phép tạm dừng ạ. Đấy, chúc các bác có một ngày tốt lành và có một trải nghiệm cũng như là cảm nhận tốt về những mẫu xe. Đấy, để các bác có trong thời gian tới có nhu cầu thì có thể liên hệ với em các bác nhé. Đấy, còn bây giờ thì chúc các bác có một buổi tối vui vẻ, an lành, hạnh phúc bên gia đình. Một ngày cuối tuần sức khỏe dồi dào, đấy, thành công trong công việc. Đấy. Xin chào và hẹn gặp lại.